Xin chào, xin chào. Trong game đuổi hình bắt chữ đoán tên các môn học này, bạn sẽ thấy khá bối rối khi cần lật mở đáp án sau mỗi hình gợi ý bá đạo đấy. Không chần chờ gì nữa, đăng ký kênh và vào việc luôn. Câu 1. Bạn có đoán được đây là môn học quen thuộc nào không? Môn toán, những con số, các phép tính toán thần thánh chắc đang quanh quẩn trong đầu bạn luôn rồi đúng không? Vector chỉ có một chiều, anh dân chuyên toán chỉ yêu một người. Ai thích câu thả thính này, thả ngay một like đi nhé. Câu 2, đã toán thì phải có gì? Môn nào đây, bạn mà không đoán được hơi phí nha. Môn ngữ văn, hội anh em nghìn năm văn vở hay hội chuyên văn thì đều phải học văn thôi. Chí phèo cần có thịt nở, như phở cần hành, như mình cần bạn. Bạn hiểu không? Ai muốn khỏe đẹp thì phải tập môn này. Bạn đoán tên đi. Thể dục, môn học hoạt động thể chất nói chung trong trường học từ bé đến lớn đều có luôn, bao gồm như bơi, chạy, nhảy, vân vân. Giờ học yêu thích của mình đấy, các bạn có thấy không? Nói đi, mình giữ bí mật cho. Câu 4. Càng không thích thì càng phải biết môn này là môn nào. Môn tiếng Anh là môn ngoại ngữ bắt buộc trong trường học. Học tiếng Anh thú vị hơn nếu có những câu thả thính như này. Anh chị em nào hiểu nghĩa câu này thì dịch dùm mình nha. Câu 5. Bạn có yêu cái đẹp và thích thưởng thức nó không? Đoán ngay tên môn học này để tìm câu trả lời. Môn mỹ thuật, vừa học vừa giúp chúng mình phát triển kỹ năng và tài năng hội họa vẽ vời. Mời các bạn ngắm các bức tranh do các bạn trẻ tự kỷ sáng tác. Bạn thấy sao? Câu 6. Nếu bạn là người thích các bài hát hay, chắc chắn học giỏi môn này, môn gì đây? Môn âm nhạc, dạy chúng mình các bài hát thiếu nhi từ bé xíu mẫu giáo đến lúc lớn. Ai mà có năng khiếu ca sĩ là toàn được đi biểu diễn văn nghệ văn gừng thôi, oách lắm luôn. Câu 7. Nếu bạn học giỏi môn này, chắc bạn có một trí nhớ siêu phàm. Là môn gì nhỉ? Lịch sử, một môn học có sức mạnh, biết trước đáp án, chép không kịp. Tuy nhiên, môn học bổ ích này sẽ giúp chúng mình biết thêm về lịch sử hào hùng của dân tộc và thế giới hiện đại ngày nay đã trải qua những gì. Câu 8. Bạn còn nhớ môn học này không? Đố bạn đoán được tên đấy. Giáo dục công dân là môn học dạy chúng mình về đạo đức, pháp luật và trí thức mà con người cần phải có. Ví dụ như là công dân, anh có rất nhiều quyền, trong đó có quyền được yêu em. Đúng không anh em? Lên tiếng đi! Câu 9. Đi du lịch năm châu bốn bể, trên quả địa cầu và bản đồ thôi anh em ơi. Môn gì đây? Môn địa lý. Nếu bạn thích vừa được thỏa mãn đam mê nghiên cứu vừa thích đi du lịch thì môn học này đáng để bạn để tâm đấy. Có nhiều điều bí mật của trái đất đang chờ bạn khám phá ở môn học này. Câu 10. Bạn có đoán được tên môn học này không? Sinh học, bật mí cho bạn nào chưa biết. Nếu muốn làm bác sĩ thì học giỏi môn này vào nha. Nhiều điều bí ẩn về cơ thể con người, về các loại sinh vật, thực vật trên trái đất quy tụ ở môn này đấy. Câu 11. Nếu bạn biết Newton là ai thì chắc chắn biết môn này là môn gì. Môn vật lý, các bạn biết là gì không? Mình trả lời hộ nha, là vật lộn với lý thuyết. Đùa cho vui vậy thôi, chứ các bạn biết thừa là môn học gì rồi. Ai học giỏi môn lý đang ở đây không? Lên tiếng cho mình ngưỡng mộ với. Câu 12. Đây là một môn học thuộc ngành khoa học tự nhiên, bạn đoán là môn gì? Hóa học,
Nếu bạn nghĩ môn này khô khan thì các bậc thầy thả thính sẽ cho bạn thấy nó thú vị như thế nào. Chắc chắn anh biết oxy mà phải không? Oxy là nguồn sống của muôn loài, cũng như anh là nguồn sống của em đó. Câu 13. Các chuyên gia máy tính đâu rồi? Vào đoán môn học yêu thích đi! Tin học là môn học liên quan đến máy vi tính, nghiên cứu và kỹ thuật. Cũng nhờ có môn học này mà giờ ngồi đây biết đến cào phím là gì các bạn ạ. Câu 14. Môn học này có bạn nào đoán được môn gì không? Nghe cái tên môn học là vậy nhưng học lại không phải vậy nha. Công nghệ. Nghe tên môn học công nghệ tưởng liên quan đến máy móc công nghệ cao hoặc những phát minh đặc biệt của nhân loại. Ai ngờ được học về nông nghiệp, em sốc quá. Một học sinh phát biểu ở đâu đó, các bạn vào xác nhận ngay nha. Câu 15. Môn học này có trong chương trình giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 3, bạn đoán là môn gì? Tự nhiên và xã hội. Môn này giúp chúng mình tìm hiểu về môi trường và xã hội xung quanh. Học xong môn này hy vọng các bạn sẽ ứng xử phù hợp với thực tế tự nhiên và xã hội quanh mình. Câu 16. Đây là môn thay thế cho môn tự nhiên và xã hội bên trên. Bạn còn nhớ là môn gì không? Khoa học. Môn học này có ở lớp 4 và lớp 5. Mục đích để thỏa chí tò mò của bạn với thế giới tự nhiên, ý thức bảo vệ sức khỏe và tinh thần trách nhiệm với môi trường sống. Câu 17. Bạn có thích màu xanh áo lính của những chú bộ đội không? Môn học này bạn sẽ được là chính họ. Là môn gì? Giáo dục quốc phòng. Đây là môn học bắt buộc cho học sinh trung học phổ thông, đại học và cao đẳng. Học xong môn này bạn phải nắm được các kiến thức cơ bản về quân sự để khi cần thiết hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc. Câu 18. Đây là môn học ngoại ngữ 2 được lựa chọn trong chương trình học của học sinh từ lớp 6. Tiếng Pháp. Cũng giống như môn tiếng Anh, bạn sẽ được nghe đọc, nói, viết về những chủ đề phù hợp, từ đó biết được những điều tốt đẹp, mở rộng tầm nhìn quốc tế. Câu 19. Môn học này chính là nền tảng của môn văn. Bạn nào mà không biết thì thật khó nói thêm. Đó là môn tiếng Việt. Bắt đầu đi học tiểu học là học môn này, một môn học có tính quan trọng hàng đầu. Học tiếng Việt sẽ giúp chúng mình có vốn từ rộng hơn để giao tiếp, truyền đạt tư tưởng, cảm xúc của mình. Đã đi học thì hầu hết các môn học trên bạn đều phải trải qua rồi. Chỉ là khi lật mở các hình ảnh gợi ý sẽ khiến bạn thấy mới lạ về cái tên quen thuộc vô cùng đó thôi. Còn chủ đề học đường nào bạn quan tâm mà có thể đưa vào các câu đố không? Gợi ý cho mình làm video kỳ sau với. Đừng quên chạm ngay vào nút đăng ký để luôn cập nhật các video hấp dẫn, nóng bỏng của Nhanh Trí nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.